Đang bắt đầu trực tiếp rồi. Hello cả nhà. Mình là Tài chia sẻ đây. Với mình chia sẻ là hạnh phúc. Xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một tháng mới nhiều may mắn và thành công nhá. Hôm nay thì là mình sẽ chia sẻ về chủ đề ý nghĩa của cuộc sống là gì nhá. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Như cái bức tượng này các bạn thấy này. Bức tượng gốm của Norman Rockwell là nhà điêu khắc nổi tiếng của Mỹ, nổi tiếng trên thế giới. Nếu mà bạn nào mà xem cái, nếu mà bạn nào xem search Google, xem Wikipedia ấy, thì các bạn sẽ biết là cái nhà điêu khắc Norman Rockwell này nổi tiếng như thế nào nhé. Làm nên cái bức tượng này, mình đã sưu tầm. Bức tượng này có tên là The Baby First Step, được làm từ năm 1979, The American Family. Thì các bạn thấy không, cái niềm hạnh phúc của người cha khi đón cái đứa bé từ tay người mẹ, những cái bước đi, những bước chân đi đầu tiên trên cuộc đời. Đấy, rất là đặc biệt, rất là quý. Và những cái tượng gốm này nó người ta vẽ bằng tay ấy, ở trên ấy, rất là nét. Và cái khuôn mặt làm rất là cảm xúc, có cái hồn ở trên này. Nó từ năm 1979 rồi, tức là bây giờ nó hơn 42 năm rồi, nó vẫn rất là đẹp. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là về cái chủ đề ý nghĩa của cuộc sống là gì. Ý nghĩa của cái cuộc sống này chúng ta đang sống là gì. Ok, thì nó với mình ấy. Và hôm nay cũng là chủ đề mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Thì mình cũng nói luôn với các bạn luôn là ý nghĩa của cuộc sống này nó là sự tiếp nối. Sự tiếp nối. Đấy là sự tiếp nối, là tại sao chúng ta là phải sinh con, tại sao chúng ta phải có baby, chúng ta lại phải có cái thế hệ sau, tiếp nối thế hệ trước. Bởi vì là tôi cứ chiêm nghiệm chính bản thân tôi ấy, bản thân mình ấy, là uống hộp nước diệp lục cho nó đỡ khát nước, đỡ khô miệng, hôm nay trời nóng quá. Chiêm nghiệm bản thân mình ấy, nhiều lúc mình nghĩ rằng là đến bây giờ mình cũng vẫn chưa báo hiếu được cho bố mẹ, chưa giúp đỡ được gì nhiều cho bố mẹ. Đến bây giờ cũng 36 tuổi rồi, thậm chí cả những người lớn tuổi hơn mình, bạn bè mình, nhiều người mình cũng nhìn là cũng vẫn đang ở chung nhà với bố mẹ. Giống như mình cũng nhiều người còn đang chưa có gia đình cơ, chưa có vợ con cơ, còn đang sống chung cùng bố mẹ nấu cơm nuôi mỗi ngày. Đấy. Thế nhiều lúc mình ngẫm là mình tự hỏi bản thân mình ấy. Xin chào em Phạm Văn Thao nhá. Mình tự hỏi bản thân mình rằng là thế nhiều lúc mà sinh con ra để làm gì nhỉ? Mình thấy mình nuôi nó cũng không về sau chưa, mình nuôi nó chưa chắc về sau nó đã giúp đỡ được gì mình. Đấy, hay là mình cứ kiểu như là sống tự do độc thân, hoặc là có vợ thôi nhưng mà không có con, hai người cứ thế mà đi ăn đi chơi đi xem phim, rồi cứ lại đi ăn đi chơi đi xem phim cùng nhau, free cuộc sống, sống free freedom, không phải thức khuya dậy sớm, không phải nuôi con. Cuộc sống có như vậy thì có phải là rất là thoải mái hơn không? Nhưng mà thật sự là tới một lúc khoảng sau khoảng 2-3 năm là sẽ cảm thấy rất là nhàm chán khi mà bạn không có con ấy, vì ăn chơi hưởng lạc rồi đi du lịch, sẽ tới một cái lúc nào đấy bạn sẽ thấy là như thế là cũng đã là quá đủ rồi. Nên là khi mà có baby, có một cái đứa trẻ, bạn sẽ thấy một cái cuộc sống bạn chuyển hẳn sang một cái trang mới khác, một trang mới hoàn toàn khác. Và một trang mới hoàn toàn khác, và bạn cảm thấy rằng ở cái đứa trẻ đấy nó có những cái nét của mình, bạn nhìn thấy mình ở trong đấy. Đấy. Và
từ đấy bạn bạn cảm thấy rằng đó chính là cái sự tiếp nối của chính mình ở tương lai. Tức là khi mà bạn nuôi con ấy, không phải bạn nuôi nó mà bạn nuôi chính cái phiên bản của mình ở những cái thế hệ tiếp theo. Đấy, bạn nuôi chính cái phiên bản của mình ở thế hệ tiếp theo, đứa con chính là bạn ở thế hệ tiếp theo. Đấy. Vậy ý nghĩa của cuộc sống nó là sự tiếp nối và nó là sự nâng cao trí tuệ, sự hy vọng, sự kỳ vọng, sự mong muốn rằng cái thế hệ sau nó sẽ tốt hơn thế hệ trước, và mình kể cả khi mình già mình cũng chỉ mong muốn là con mình nó sống khỏe, nó vui vẻ, nó hạnh phúc và nó phát triển, và mình xem cái bộ phim cuộc đời nó sẽ tiếp tục như thế nào thay mình. Đấy, hôm nay 1/6 ấy thì mình có một số món quà như này này, là những cái chiếc đồng hồ Casio kinh điển từ hồi xưa ấy. Từ những năm thập niên 90, nếu mà ai sinh vào thế hệ 7X, 8X thì chắc chắn biết những cái chiếc đồng hồ này. Chống nước tới 50m, bơi lội thoải mái, rất là phù hợp cho mùa hè này. Thì ai mà qua mua đồng hồ, qua mua hàng ở bên mình tại công ty đồng hồ số 1, số 4 Hoàng Diệu ấy, thì mình sẽ tặng cho con của các bạn những chiếc đồng hồ Casio này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái live stream tiếp theo của mình nhé. Mình là Bùi Công Tài, với mình chia sẻ là hạnh phúc. Xin chào.